Hello, xin chào các bạn. Mình là Đỗ Bình Hồng. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về Blogspot ha. Với Blogspot là một mã nguồn miễn phí cho phép các bạn tạo một website miễn phí. Các bạn có thể làm một website bất kỳ lĩnh vực nào, chẳng hạn như là bán hàng, bất động sản, tin tức, hay là web game, hay là nói chung là bất kỳ những cái lĩnh vực nào các bạn có thể làm được. Vì là Blogspot nó có một cái đặc thù riêng, cho nên là có nhiều bạn nó còn chưa có làm được. Ví dụ như có nhiều bạn đã quen xài với những mã nguồn khác như WordPress hay là mã nguồn khác thì qua Blogspot còn rất là lạ lắm. Cho nên là hy vọng các bạn sẽ xem những cái video của mình có thể làm được những cái blog đẹp. Chẳng hạn như blog cá nhân của mình. Đây chính là blog cá nhân của mình, các bạn đang thấy đây. Hay là một blog khác về template của mình là đây. Ở web về template của mình thì có rất nhiều giao diện, rất nhiều khác nhau. Rất nhiều giao diện về bán hàng, bất động sản, chuyên nghiệp. Không thua gì một cái web WordPress nào cả. Cho nên là nếu cái nào mà các bạn tìm hiểu nhiều về nó thì các bạn sẽ có thể làm nó đẹp và chuyên nghiệp thôi. Ok, bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính ha. Để tạo được Blogspot, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm quen với Blogspot. Để tạo được Blogspot thì các bạn cần phải có một tài khoản Gmail ha. Nếu mà chưa có Gmail thì các bạn có thể tạo một cái Gmail ở đường dẫn là gmail.com ha. Sau khi có được một cái địa chỉ Gmail rồi thì các bạn vô trang web là blogger.com. Giao diện của nó như thế này. Ở đây các bạn bấm đăng nhập. Đăng nhập tài khoản Gmail của các bạn. Sau khi đăng nhập thì Blogger nó sẽ cho các bạn lựa chọn rằng là các bạn muốn quản lý Blogger của mình bằng tài khoản Blogger hay là tài khoản Google cộng. Tài khoản Google cộng có nghĩa là tài khoản Google Plus nè. Nếu mà các bạn quản lý bằng, nhưng mà ở đây mình khuyên các bạn nên chọn quản lý blog bằng tài khoản Google Plus nha. Tại vì là nếu mà các bạn làm bằng Google Plus thì sau khi mà các bạn đăng những cái bài viết của mình á, nó sẽ có chức năng tự động chia sẻ bài viết của bạn lên Google Plus. Nó rất là tốt cho SEO của mình. Đầu tiên các bạn vô thì các bạn sẽ chưa thấy blog nào cả. Bây giờ mình sẽ tạo một blog mới. Tạo blog mới thì có hai cách. Thứ nhất thì các bạn vô đây, bấm blog mới, hoặc là đây sẽ tạo blog mới. Tạo một blog mới có nghĩa là tạo một cái website mới. Website mới nhưng mà đường dẫn của nó sẽ là ví dụ như là domain.blogspot.com. Có nghĩa là đây là cái đường dẫn blogspot.com, có nghĩa là cái đường dẫn miễn phí mà Blogger nó cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn có những cái đường dẫn ví dụ như là bloghồng.com thì các bạn phải mua tên miền, xong rồi gắn vô trong Blogspot thì nó mới được nha. Đầu tiên á, sau khi trong quá trình tạo Blogspot mới thì các bạn có cần có hai yếu tố. Nhất là tiêu đề. Tiêu đề là cái dòng giới thiệu website của các bạn. Nó thường thường nó hiện ở đây nè. Ví dụ như của mình là Blog Hồng nè. Đây là cái tiêu đề. Cái tiêu đề là giống như là một cái tên của website, nó gói gọn cái chủ đề mà website của các bạn muốn truyền đạt tới người dùng. Là ở đây là mình sẽ ghi nó là hướng dẫn làm quen với Blogspot đó. Thứ hai là địa chỉ có nghĩa là cái đường dẫn, như ví dụ chẳng hạn như blog hồng.com nè, ở đây mình để là
hướng dẫn blogspot.com là một cái đường dẫn miễn phí. Ok các bạn, sau khi đã nếu mà các bạn chọn những cái tên miền mà nó trùng với những cái tên miền đã có rồi á, thì ở đây nó sẽ báo chỗ này, nó sẽ thông báo chỗ này nha. Nhưng mình đây là mình tạo một cái này là nó chưa ai sử dụng. Mình bấm tạo blog. Ok, như vậy là các bạn đã xong cái quá trình tạo một cái blog mới rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái phần quản trị cho các bạn biết. Cái phần quản trị là những cái menu nằm ở phía bên tay trái cột dọc xuống nè. Đầu tiên là các bạn vô, các bạn thấy cái phần bài đăng. Bài đăng là nơi mà các bạn xuất bản những cái phần bài viết sale, bài viết tin tức này kia, bài viết bán hàng, bài viết tất cả bài viết nằm ở đây. Cái dạng bài viết của blogpost nó thường thường là có cái thêm cái dòng năm với lại tháng chỗ này, và bài viết nó sẽ có dạng như giống vậy, đường dẫn bài viết có dạng giống vậy. Tiếp theo là phần thống kê. Cái phần thống kê nó sẽ thống kê cho các bạn biết là thời điểm hiện tại, hay là trong vòng một ngày, hay là trong vòng một tuần, trong vòng một tháng, hay là tất cả thời gian. Tất cả thời gian nghĩa là từ khi bạn tạo blog cho đến thời điểm này là có bao nhiêu người xem bài viết, có bao nhiêu người đi gặp vô website, có bao nhiêu người gì đó. Hoặc là nó có thể thống kê cho các bạn nguồn truy cập là từ nước nào, hay là từ sử dụng trình duyệt nào, hoặc là ở đây nó còn có một phần là bài đăng nào được xem nhiều nhất cũng chẳng hạn. Nói chung là nó sẽ thống kê tất cả những cái lượt truy cập vô website của bạn, từ là những nguồn nào hay là từ những trình duyệt nào. Nói chung là sẽ có tất cả ở đây. Tiếp theo là cái mục nhận, đến cái mục nhận xét. Nhận xét là những mục bình luận, những mục bình luận mà khi người dùng góp ý vô trên blog của các bạn, nó sẽ vô ở đây. Các bạn có thể quản lý nó, có thể xóa hay là có thể ẩn nó cho chẳng hạn. Tiếp theo là cái mục trang. Cái mục trang này thường thường người dùng, người ta hay dùng làm những cái trang ví dụ như là liên hệ, giới thiệu. Ví dụ như là giới thiệu của mình nè. Cái phần bài viết của cái chỗ cái trang đó là nó thường thường là có cái chữ P thay vì là ngày tháng. Cái chữ P ở giữa nè. Thay vì là nó hiện năm với tháng thì ở phần trang nó có chữ giới thiệu. Ở phần trang nó có cái chữ B chứ. Chức năng của cái trang thì nó gì cũng nó hiển thị bài viết giống như cái trang bài viết thôi. Bố cục là phần các bạn quản lý những cái tiện ích. Cái tiện ích thường thường là nó có những tiện ích như là blog này là nó có hai cột nè. Một cột bên trái là cột bài viết chi tiết, bên phải là đây, thì bố cục các bạn có thể chỉnh sửa nó. Ví dụ như mình xem blog nè, ở bên ngoài nó có cái mục bên trái nè, phần bên trái là mục bài viết nè, bên phải là giới thiệu bản thân nè. Thì nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa cái phần giới thiệu bản thân này thì các bạn có thể vô trong phần bố cục này, kích vô cái phần chỉnh sửa giới thiệu bản thân đó. Các bạn có thể xóa nó hoặc là cái gì đó, hoặc là thay một cái tiện ích nào đó. Thì đó là chức năng của phần bố cục. Một bài viết nào đó mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề bố cục này. Tiếp theo là cái phần chủ đề. Chủ đề là nơi các bạn có thể thay thế giao diện của blog. Tại vì là các giao diện của blogger ở đây nó rất là không có đẹp, nó rất là không chuyên nghiệp, rất là không tối ưu SEO, cho nên là rất ít người dùng nó. Và để muốn chuyên nghiệp hơn thì các bạn có thể dùng những giao diện miễn phí trên
lên Google. Các bạn có thể lên Google tìm các giao diện miễn phí để thay thế nó. Hoặc là các bạn vô cái trang C123 blogger template của mình để tìm một giao diện phù hợp cho blog của mình. Đó là chức năng của phần chủ đề. Tiếp đến là cái phần cài đặt. Cái phần cài đặt là nơi để các bạn có thể cài đặt những cái tiện ích, cài đặt những cái chức năng cho blogger của mình, hoặc là cũng là nơi để các bạn tối ưu SEO cho website của blogpost. Đầu tiên là trong mục cài đặt, nó có phần cơ bản là nơi các bạn có thể là có những thành phần như sau. Đầu tiên là phần tiêu đề là nó có cái phần mà cái tên blog mà như mình giới thiệu khi nãy, là khi các bạn tạo blog đó. Nếu mà khi nãy bạn chưa ưng ý thì bạn bây giờ bạn có thể vô đây bạn chỉnh sửa lại nè. Tiếp theo là đến phần mô tả. Ở đây thì nó cũng không phải là description của blog đâu. Mô tả ở đây nó chỉ là một câu slogan ở đây thôi. Nếu các bạn muốn đặt thì đặt, mà không đặt cũng không sao, nó không ảnh hưởng gì tới sale cả. Tiếp theo là cái phần xuất bản, cái phần địa chỉ blog là cái phần tên miền của blog của các bạn. Tên miền thì khi nãy các bạn tạo blog các bạn đã thấy được đó, là tên miền. Ở đây các bạn có thể chỉnh sửa nó cũng được. Hoặc là các bạn có thể thêm một cái tên miền mới, giống như cái trang blog hồng của mình là thêm tên miền bloghong.com nè. Là các bạn vô cái phần thiết lập URL của bên thứ ba cho blog của bạn là thay tên miền ở đây. Nếu các bạn chưa hiểu về cái vấn đề này, các bạn có thể bấm vô xem hướng dẫn cài đặt nè, nó sẽ có luôn nha. Tiếp theo là HTTPS là bảo mật SSL cho blogpost. Hiện nay blogpost đã cập nhật cái tính năng SSL cho blogpost rồi, cho nên là các bạn hãy nên cài đặt cái này cho blogpost của mình. Tiếp theo là cái phần tác giả blogpost. Tác giả blogpost là nơi các bạn có thể thêm quản trị viên cho blogpost của mình. Để thêm quản trị viên, các bạn bấm vô phần thêm tác giả, nhập địa chỉ email của người muốn thêm vô đây và bấm mời tác giả thì sẽ ok nha. Rất là đơn giản. Tiếp tục đến cái phần bài đăng nhận xét và chia sẻ. Ở đây thì có phần bài đăng thì cái phần ở phần hiển thị tối đa ở đây nó có số 7, có nghĩa là ở phần trang chủ rồi nè, là nó sẽ có 7 bài viết thu gọn giống vậy, 7 bài viết thu gọn nằm ở trang chủ này. Nếu bạn cài đặt số 7 thì ở trang chủ sẽ có 7 bài ha. Đây 7 bài đăng hiển thị hình ảnh, cái này nó không cần quan trọng nha. Ở đây được nhúng có nghĩa là các bạn đang mở bình luận trên blog của mình. Nếu mà các bạn muốn ẩn bình luận đây thì các bạn chọn vô đây và các bạn bấm ẩn đi ha. Hoặc là có các tùy chọn khác, các bạn có thể chọn thử và lưu lại để ra vô blog mình xem thử. Kiểm duyệt bình luận, kiểm duyệt nhận xét là các bạn muốn kiểm duyệt là khi mà một ai đó viết nhận xét lên blog của các bạn thì các bạn nhận, khi mà các bạn kiểm duyệt xong thì nó mới hiển thị ra, thì các bạn có thể chọn vô đây. Ngoài ra thì có chức năng tự động chia sẻ bài đăng, là khi các bạn xuất bản một bài viết nào đó thì nó sẽ tự động chia sẻ lên Google Plus cho các bạn, giống như mình nói khi nãy ha. Cái phần email này thì cái này nó nâng cao quá nên mình nghĩ các bạn không nên xài cái này. Phần ngôn ngữ và định dạng là nơi các bạn có thể chỉnh sửa ngôn ngữ và thời gian, những cái múi giờ cho blogpost. Tùy chọn tìm kiếm là nơi các bạn có thể tối ưu SEO cho website của mình. Ở đây có phần meta là thẻ description của blog, thẻ description cho trang chủ. Cho nên là các bạn viết nó tóm tắt khoảng 150 ký tự để giới thiệu về nội dung của trang chủ.
nội dung mà bạn muốn truyền tải trên blog của mình. Lỗi chuyển hướng là nơi các bạn có thể khắc phục những cái lỗi 404 hay là chuyển hướng 301 cho blogpost. Đối với blogpost thì nó có hai cái thẻ robot, đó là robot tùy chỉnh và robot TXT tùy chỉnh và thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh. Cái phần này mình sẽ hướng dẫn sau ở trong cái video về tối ưu SEO cho blogpost ha. Kiếm tiền, đây là nơi mà các bạn dán cái đoạn code mà của Google AdSense vô đây. Tiếp tục đến cái phần khác. Cái phần khác ở cái phần nhập và sao lưu thì nơi mà các bạn có thể nhập nội dung có là một cái data blogpost đó, là data dữ liệu của blog. Nếu mà các bạn có hai cái blog đi, một cái blog đã có bài viết rồi, một cái blog này chưa có, mà các bạn muốn copy toàn bộ bài viết của blog này sang cái blog mới thì các bạn lấy data của blog này xong rồi nhập vô nội dung vô đây. Muốn lấy data của một blog xuống thì có thể các bạn bấm chữ sao lưu nội dung nè là nó sẽ tải xuống. Muốn nhập lên thì các bạn bấm vô chữ nhập nội dung thì nó sẽ cho các bạn chọn một cái đường dẫn nào, một cái file mà các bạn tải xuống nè, tải lên thì các bạn sẽ làm ok. Xóa blog là có nghĩa là các bạn không muốn dùng blog này nữa thì các bạn xóa nó đi ha. Nguồn dữ liệu cho trang web có nghĩa là cái RSS của blog đó. Dạng giống như cái RSS của mấy trang WordPress mấy cái này nó cũng nâng cao cho nên các bạn cũng chưa cần quan tâm lắm ha. Đó, ở đây nó cài đặt người dùng có nghĩa là lúc nãy như mình nói đó, là mình khuyên các bạn nên sử dụng người dùng là Google cộng đó, không nên sử dụng Google Blogger ha. Sử dụng Google cộng là khi các bạn xuất bản bài viết nó sẽ chia sẻ lên Google cộng cho các bạn. Thì đó chính là những cái phần chính, chi tiết về ở trong cái phần quản trị blogger. Còn mà nếu mà các bạn muốn xem blog của mình á, xem thử blog của mình á thì các bạn bấm vô chữ xem blog thì nó sẽ hiện ra. Ok. Nếu mà các bạn còn thắc mắc cái vấn đề gì về cái phần quản trị blogger này thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video để mình có thể hướng dẫn thêm cho các bạn ha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ha.